loại thực phẩm quen thuộc giàu canxi giúp xương chắc khỏe. Trứng là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe. Thành phần vitelin và lecithin trong trứng có thể thúc đẩy sự phát triển thần kinh và nuôi dưỡng dây thần kinh. Đồng thời, cung cấp một số chất dinh dưỡng cho tế bào não, tăng cường quá trình trao đổi chất của tế bào não và có tác dụng cải thiện trí thông minh. Trứng chứa rất nhiều canxi và phốt pho, sự kết hợp của hai dưỡng chất này rất cân bằng. Nó có thể được cơ thể hấp thụ nhanh chóng và cung cấp năng lượng cho răng và xương, đồng thời có tác dụng bổ sung nhanh chóng canxi cho cơ thể. Hơn nữa, trứng còn chứa nhiều vitamin A và vitamin D, có tác dụng thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi của cơ thể và giúp bổ sung canxi. Ngoài ra, vitamin A, B, E trong trứng có tác dụng chống oxy hóa, giúp duy trì sức khỏe da, ngăn ngừa nám và tăng cường độ đàn hồi cho da. Thêm trứng vào chế độ ăn còn có thể cải thiện thị lực, ngăn ngừa đục thủy tinh thể.